Chào mọi người nhé, hôm nay thì em có mấy cái laptop giới thiệu cho mọi người Nhất là con laptop của HP Con này con HP Dragonfly Con này nó chạy chip i5, RAM 8GB SD của nó là 256GB Màn rộng 13 bay em bán mọi người giá là 6 triệu rưỡi nhé Giá này đã bao gồm cả sạc rồi, mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho mọi người 200 nghìn nhé Mọi hình con máy này thì nó chỉ hơi sức nhẹ theo thời gian một chút thôi Thiết kế thì rất là mỏng nhẹ, vỏ nhôm nguyên khối nhé Con này nhẹ chắc chỉ khoảng tầm 700-800g, rất là nhẹ nhé các cổng kết nối của nó thì có chân sạc, này, à, chân usb này, nút nguồn này, đằng trước mỏng nên là không có cổng kết nối cả. Bên này thì nó có hai chân tai c, nó là vừa là chân kết nối vừa là chân sạc nhé. chân uh, cắm thanh em chấm 5 cổng hdmi mặt sau này. bên mạch thì cam kết mọi người là zin 100% chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả. chỉ có cái chân cao su này nó hơi uh, chóc ra một chút nhé, để, nhưng mà đã được gắn keo lại rồi nhé. Đấy, cao su này thì uh, thực ra thì nó hơi chóc chút thôi, nó không ảnh hưởng gì máy móc gì đâu. Bàn phím đẹp nhé, cũng không có bị mờ và bong chóc phím nào cả. Đấy, con này à, màn rộng 13.3 inch, đẹp không ám ố gì nhé, viền màn rất mỏng nhé. Con này nó có mở khóa bằng vân tay này và mở khóa bằng khuôn mặt Face đi nhé. Ở đây thì nó có một cái cá trượt để che cam, tránh hack cam này. và màn rộng 13.3 inch, nó là màn hình cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone nhé. Cấu hình con này cũng rất là ok, nó chạy con chip Core i5 Gen 8 nhé. 8265U, RAM 8GB và đang chạy Windows 10 là 64bit. Ổ oh, cứng lưu trữ của con này nó là ổ SD 256G nhá đã được chia làm hai ổ rồi, một ổ Windows, một ổ chứa dữ liệu nhé. Nó sẽ an toàn dữ liệu hơn cho người. Wi-Fi rồi mọi chức năng thì đều ok. Con này màn của nó có thể xoay gập là 360 độ nhé, à, xoay gập là 360 độ này. À, mình khi mình gập lại này, xoay dọc, xoay ngang như một con máy tính bảng luôn. Đây em sẽ vào thử YouTube em mướt cho mọi người xem nhé. À, gập này nhìn, nhìn không khác gì một con máy tính bảng nữa. À màn to luôn đẹp này nước rất mượt luôn nhá đấy, đây xoay ngang này đấy, cực kỳ mượt luôn tất cả mọi chức năng của máy thì đều ok hết nhá thiết kế mỏng nhẹ vỏ nhôm nguyên khối giá 6 triệu rưỡi nhá mọi người không lấy sạc thì sẽ được trừ 200 nghìn còn con này là con laptop của Dell này con này ngoại hình cũng còn khá là đẹp nói chung nó chỉ gọi là hơi sức nhẹ tí thôi con này là con Dell 3540 nhá nó chạy chip i5 ra 16g SD của nó 256g màn rộng 15.6 inch em bán người giá là 8 ,9 triệu 9 nhá Đấy. con này uh, ngoại hình này còn khá là đẹp không chỉ gọi là hơi sức nhẹ tí, tí thôi các cổng cái lối của nó thì nó có chân sạc này HDMI này USB chân tay C si, chân cắm tay nghe 3.5 này Đấy. đằng trước này thì nó không có cổng cái lối đâu cả bên này thì còn có chân USB này mạng LAN này Đấy. đằng sau là khe tản nhiệt nhá Đấy. mặt dưới này mên mạch phải nói là nét căng luôn nhá không có một tí gọi là bụi bẩn han gì gì cả nhé cam kết mọi người zin nét 100 phần trăm nhé bàn phím đẹp này không có bị mờ và bong chóc bất cứ một phím gì cả Đấy, con này bàn phím full size có cả bàn phím số nhé mọi người làm việc liên quan đến số rất là tiện tớt bát ngon nhá Đấy, màn rộng 15.6 inch đẹp không có bị ám bố thì cả viền màn mỏng này Đấy, con này thì nó đang chạy Windows 11 nhé con này nó chạy con chip Core i5 Gen 13 nhé đây là một trong những con chip đời rất là mới nhá chip i5 gen 13 này 1345 u này ra 16 g và đang chạy Windows 11 là 64 bit bộ cứng lưu trữ của con này nó là ổ SD 256 g nếu mọi người lấy thì em sẽ chia làm hai ổ cho mọi người một ổ nó chạy Windows một ổ để chứa nhiều thì nó sẽ an toàn dễ nhiều hơn cho mọi người nhé Đấy, fi rồi mọi chức năng thì đều ok bản nền mở rộng là 180 độ này thì nó sẽ có nhiều cái góc nhìn để làm việc hơn con này em bán với giá là 8 triệu 9, 9 nhé Đấy, giá đã bao gồm cả sạc rồi mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người 200 nghìn nhé Đấy, còn 8 triệu 7 con này cũng là con laptop của HP này con này cũng là vỏ nhôm nguyên khối nhé và vỏ thì nó hơi xước uh, dăm một chút rồi Đấy, hơi xước nhẹ một chút nhé Đấy, con này model của nó là HP 830 G5 nhé nó chạy chip i5 ra 12GB SD của nó là 256GB em bán người giá là 5 triệu 2 giá đã bao gồm cả sạc rồi mọi người không lấy sạc em sẽ trừ cho người 200 nghìn Đấy, còn 5 triệu nhé ngoại hình này nó thì hơi xước ra một chút thôi vỏ nhôm nguyên khối nhé thiết kế cũng rất là mỏng nhẹ các cổng cơ lối của nó thì có chân usb này đằng trước thì nó chỉ có đèn báo nguồn báo sạc thôi bên này thì có khe cắm thể nhớ này chân cắm thanh nghe 3.5, này usb này hdmi mạng lan này chân tai si chân sạc nhá mặt dưới này rất mới luôn men mài thì cam kết mọi người là zin 100% trăm chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả bàn phím đẹp nhá không có bị mờ và bong chóc phím nào cả con này bàn phím nét này sáng quắc luôn nhá mọi người làm việc buổi tối rất tiện con này nó có mở khóa bằng vân tay này và mở khóa bằng khuôn mặt phơi đi nhá camera các thứ đều đều ok hết micro cũng thứ rất là ngon Đấy, con này cũng có cá chừa để che cam để tránh hết cam này còn đây là mắt uh, uh, cảm biến uh, khuôn mặt phơi đi màn của con này là màn rộng 14 inch nhá màn của nó rộng 14 inch Đấy, màn rộng 14 inch đẹp cũng không có bị á mố gì cả à, màn hình con này uh, nó là màn hình thiết kế kiểu dạng chống nhìn trộm nhé. Ê, khi um, em để đang để ở chế độ bình thường nhé, thì à, với ở cái góc nghiêng này thì người ngồi bên cạnh vẫn nhìn bình thường. Nhưng mà khi em kích hoạt cái chế độ chống nhìn trộm này, ấy, thì ngồi với góc nghiêng như này thì gần như là không nhìn thấy rồi. Tất nhiên là cái màn hình chống nhìn trộm thì nó sẽ tối hơn so với bình thường một chút, nhưng mà người ngồi nhìn thẳng thì vẫn ok nhé, Đấy, nhìn thẳng rất ok. Đấy, nhưng mà chéo thì không bao giờ nhìn thấy gì cả. Ở đây em sẽ tắt cái chế độ đi. Đó thì lại nhìn thấy bình thường nhé Đây mở lên này. Đó. Đấy con này nó có cái màn hình chống nhìn trộm khá là hay. Nó sẽ phù hợp cho anh chị nào làm văn phòng hay là uh, các cái công việc uh, tập thể mà muốn người khác không biết cái um, cái uh, những cái tài liệu riêng tư của mình. Đấy, nó sẽ ok hơn nhé Con này nó chạy con chip Core i5 7200U này, RAM 12 GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit. Ô oh, cứng như chữ của con này nó là nó SD Đấy. 256 GB nhá. mọi người lấy thì em sẽ chia làm hai ổ cho mọi người, một ổ Windows, một ổ chứa nhiều nhá. Đấy, Wi-Fi rồi mọi chức năng của máy thì đều ok hết nhá. À, còn con này nó sử dụng công nghệ âm thanh của PO này, Đấy, nên là cái âm thanh của nó rất là hay nhá. Âm thanh cực kỳ hay. Đấy, vỏ nhôm nguyên khối bàn phím LED này. Đấy, màn hình chống nhìn trộm nhá, rộng 14 inch. Con này em bán với giá là 5 ,2 triệu 2, không lấy sạc thì em sẽ trừ cho người 200 000 nghìn còn 5 triệu nhá. Còn con này là con laptop của Samsung này. Đó, con này là laptop của Samsung nhá. Ngoại hình cũng có bị xước theo thời gian rồi. Đấy, con này model của nó là 371B, nó chạy chip i5, RAM 8 g SD của nó là 128 g à, em bán với giá là 3 triệu 2. Màn của con này là rộng 15.6 inch nhá. màn rộng 15.6 inch, giá là 3 triệu 2. Và giá này đã bao gồm cả sạc rồi, mọi người không lấy sạc cũng chỉ trừ cho mọi người 200 000 nhá. Đấy, các cổng cái lỗ của nó thì có chân sạc này, mạng LAN này, VGA, HDMI, USB, chân em 5 này. Đằng trước thì nó có khe cắm thẻ nhớ này. Đấy, bên này thì có ổ đĩa CD và hai chân USB. Đấy, mặt sau này mên mặt thì cam kết mọi người là zin 100% trăm phần trăm rồi chưa can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả đây, máy nhập nguyên chiếc của hàn nhé model này 371B này đây, máy nguyên chiếc của hàn luôn bàn phím đẹp nhé cũng không có bị mờ bạc bong chóc phím nào cả và bàn phím nó cũng là bàn phím full size có cả bàn phím số nhé tớt bát ngon này màn rộng 15.6 inch đẹp không à mố gì cả Đấy, camera micro thử đều ok nhé con này nó chạy con chip quay 5 6300 HQ ra của nó là 8 gb và đang chạy Windows 10 là 64 bit chip của nó là chip HQ là con này là nó con chip xử lý đồ họa nhé so với những dòng chip khác thì dòng chip H, HQ thì nó xử lý các cái dữ liệu đồ họa nó sẽ ngon hơn so với những dòng chip khác nên là cái con này nó xử lý những cái phần mềm mà liên quan đến đồ họa nó sẽ mượt mà hơn so với những con khác nhé Con này ổ cường như chữ của nó là ổ SD 128 gb nhé con này uh, em bán với giá là 3 2 triệu 2 wifi rồi mọi chức năng thì đều ok hết nhé Đấy, chip HQ giá thì có 3 triệu hai thôi Đấy, một trong những con chip uh, đồ họa nhé uh, nó xử lý các cái uh, phần mềm đồ họa hay game kia, các thứ thì nó sẽ mượt hơn nhé chip H và HQ thì đồ họa rất ngon rồi nó chuyên đồ họa mà Đấy, trên đây là những máy hôm nay em bán người mọi người là máy gì thì nhắn qua số 0344 9946 thiên nhé Ok cảm ơn người nhé chào mọi người